Ngày cung Càn mệnh Kim xây nhà năm 2020 hướng Đông tứ mệnh hay Tây tứ mệnh hợp hướng được lộc trời cho, giàu sang vô đối. Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại chương trình Phong thủy may mắn. Tôi là Như Quỳnh, trợ lý của Thành Gia Cát. Lời đầu tiên cho chúng tôi xin được gửi lời tri ân tới toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phong thủy nhà ở của chúng tôi. Các bạn thân mến, trong suốt thời gian qua thì Phong thủy may mắn đã nhận được rất nhiều ý kiến của quý vị khán giả hỏi về phong thủy nhà ở, đặc biệt là vấn đề xây nhà vào năm 2020, 2021, 2022 và phương pháp hóa giải nhà không hợp hướng như là bị phạm vào tuyệt mệnh ngũ quỷ, lục sát, hỏa hại và những câu hỏi về kích hoạt tài lộc cho những người ở nhà hợp hướng, phục vị, thiên y, diên niên, sinh khí. Phạm vào hướng xấu thì có nên kích hoạt tài lộc hay không? Ở hướng tốt thì cần phải hóa giải điều gì? Được sự tư vấn tận tình của thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt về vấn đề này, hôm nay Phong thủy may mắn sẽ tiếp tục chia sẻ cho các bạn về kiến thức chọn hướng nhà tốt để xây dựng năm 2020 cũng như là cách hóa giải hướng nhà xấu. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Quý vị và các bạn thân mến, những người cung Càn mệnh Kim theo mệnh quái bao gồm những người sinh năm sau: Nam Mạng 1922 Nhâm Tuất, 1931 Tân Mùi, 1940 Canh Thìn, 1949 Kỷ Sửu, 1958 Mậu Tuất, 1967 Đinh Mùi, 1976 Bính Thìn, 1985 Ất Sửu, 1994 Giáp Tuất, 2003 Quý Mùi, 2012 Nhâm Thìn, 2021 Tân Sửu. Nữ mạng thì bao gồm những người sinh năm 1928 Mậu Thìn, 1937 Đinh Sửu, 1946 Bính Tuất, 1955 Ất Mùi, 1964 Giáp Thìn, 1973 Quý Sửu, 1982 Nhâm Tuất, 1991 Tân Mùi, 2000 Canh Thìn, 2009 Kỷ Sửu, 2018 Mậu Tuất, 2027 Đinh Mùi. Người mệnh Càn Kim thì có 4 hướng tốt, đó là Tây Bắc Phục Vị, Đông Bắc Thiên Y, Tây Nam Diên Niên, Tây Sinh Khí. Còn 4 hướng xấu bị phạm là Đông Nam Hỏa Hại, Nam Tuyệt Mệnh, Bắc Lục Sát và Đông là Ngũ Quỷ. Đầu tiên thì chúng ta cùng xét đến hướng Tây Bắc, gồm có 3 sơn: Tuất, Càn, Hợi, 292,5 đến 337,5 độ. Năm 2020 Bát Bạch tài tinh đáo đến, Bát Bạch ngũ hành thuộc thổ, đáo kim cung thổ kim tương sinh nên hướng Tây Bắc có thể sửa chữa xây mới được. Với nhà tọa tị hướng Hợi, tọa phạm tam sát nên tuyệt đối không xây mới vào năm 2020. Còn các sơn khác nếu muốn làm nên khởi công vào tháng 4, tháng 6, 11 sẽ rất là cát. Còn nếu muốn tu tạo sửa chữa thì chọn vào thời điểm sau Đông Chí, khi đó tiết khí thay đổi làm sẽ cát. Người cung Càn xây nhà vào hướng Tây Bắc thuộc Tây tứ mệnh hợp hướng được phục vị là sao Tả Bồ thuộc mộc, hướng Đông Nam tượng quái là Tốn, chủ về khoan dung, nam giới coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ, gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa giường tại phục vị để hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Do hướng này hợp với trạch chủ nên tốt thì hợp tốt, xấu thì hợp xấu. Nếu tốt thì gia chủ phát rất nhanh, còn xấu thì hung họa khôn lường. Vì vậy với hướng này cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, đó là gương bắt quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp người trong nhà có được cuộc sống thuận hòa và tài lộc hơn. Hướng tiếp theo đó là hướng Đông Bắc, gồm 3 sơn Sửu, Cấn, Dần, 22,5 đến 67,5 độ. Năm Canh Tý 2020, Nhất Bạch tài tinh đáo đến, Nhất Bạch ngũ hành thuộc kim, đáo và Đông Bắc ngũ hành thuộc thổ, thổ kim tương sinh nên năm 2020 xây mới hay tu tạo sửa chữa rất cát. Với nhà tọa thân hướng Dần thì không nên xây mới vì hướng Dần phạm vào mộc kỷ đô thiên sát, anh chị xây mới chọn tháng 4 và tháng 9 âm lịch. Nếu tu tạo sửa chữa chọn vào thời điểm tháng 4, tháng 6 âm lịch và liên hệ trực tiếp với thầy phong thủy để có thể lựa chọn ngày giờ may mắn bổ long phù sơn cho gia chủ. Người cung Càn xây nhà hướng này thuộc Tây tứ mệnh hợp hướng được thiên y, thuộc dọc cự môn thổ, hướng Đông Bắc tượng quái là Cấn, chủ về sức khỏe, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách khoan dung nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Nếu bệnh lâu ngày vô sinh, sinh con khó nuôi, tài vận trục trặc nên mở cửa đặt giường tại thiên y theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để có thể hóa giải. Ngoài ra thì cần sử dụng pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu treo trước cửa nhà để chấn những sát khí xấu do ngoại cảnh mang lại, giúp gia chủ có được cuộc sống thịnh vượng hơn. Xét sang hướng Tây Nam, gồm có 3 sơn Mùi, Khôn, Thân, từ 202,5 đến 247,5 độ. Năm 2020 sao tứ lục đáo đến, tứ lục ngũ hành thuộc mộc, đáo đến Tây Nam ngũ hành thuộc thổ, mộc thổ tương khắc nên xây mới vào năm 2020 cũng không được cát cho lắm. Hơn nữa vào năm Canh Tý, sơn Thân phạm vào mộc kỷ đô thiên nên không xây được. Sơn Mùi và Khôn nếu xây mới thì chọn tháng vượng 3, 4, 5, 6, 9. Trong trường hợp tu tạo sửa chữa thì nên chọn tháng 9 và 10, khi đó tiết khí thay đổi làm sẽ rất cát.
Người cung càn xây nhà hướng này thuộc Tây tứ mệnh nên hợp hướng được duyên niên là sao Vỗ Khúc thuộc Kim hướng Tây Bắc tượng quái là càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc. Nếu thấy khó kết hôn, khó khăn vất vả nên đặt cửa giường về phía duyên niên theo tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải, hoặc sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ trước khi làm nhà để được may mắn cát lành hơn. Còn trong trường hợp ngoại cảnh phía trước nhà không tốt, ta cần phải có pháp khí phong thủy gương bát quái tinh cầu để hóa giải ngay lập tức, giúp gia chủ có được may mắn và tài lộc. Còn xét đến hướng Tây thì gồm có ba sơn canh Dậu Tân 247,5 đến 292,5 độ, năm 2020 canh Tý cửu tử đáo đến, cửu tử ngũ hành thuộc hỏa, đáo kim cung hỏa kim tương khắc nên hướng này không được cát. Những nhà tọa mão hướng Dậu phạm tam sát tuyệt đối không xây mới, nhà tọa giáp hướng Canh và tọa hướng Tân có thể xây mới vào năm 2020. Tuy nhiên, nếu biết chọn năm tháng ngày giờ tốt, đúng thời điểm nhật nguyệt đáo sơn vẫn có thể tu tạo sửa chữa và xây mới được. Nếu xây mới thì chọn vào tháng 3, 4, 5 và 10 âm lịch. Để việc sửa chữa được tốt nhất, anh chị chọn tháng 4 và tháng 5 âm lịch sẽ rất cát. Để được tư vấn chi tiết, anh chị cần liên hệ trực tiếp với thầy phong thủy để việc khởi công động thổ được cát lành và may mắn. Người cung càn ở hướng này thuộc Tây tứ mệnh hợp hướng được sinh khí nên rất cát lành, được xếp vào hàng đại cát đại lợi vì sinh khí tượng là sao Tham Lam thuộc mộc hướng Đông tượng quái là chấn, chủ nhân ái tài lộc thăng quan, lợi cho đàn ông, giúp người ta có sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho các tường và thuận lợi. Nếu học không vào, khó thành tài, gia cảnh sa sút, đặt cửa bàn học giường ngủ tại sinh khí để hóa giải. Việc sắp xếp lại bố cục phong thủy thì cần phải có sự tư vấn từ chuyên gia phong thủy nổi tiếng và uy tín làm sẽ được cát lành hơn. Ngoài ra, với hướng này cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bát quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp người trong nhà có cuộc sống thuận hòa và tài lộc hơn. Xét sang hướng đông nam gồm có ba sơn thìn tốn tỵ từ 112,5 đến 157,5 độ, năm 2020 canh Tý sao lục bạch đáo đến, lục bạch ngũ hành thuộc kim đáo và đông nam ngũ hành thuộc mộc, kim mộc tương khắc không tốt. Với nhà tọa càn hướng tốn và tọa hợi hướng tỵ phạm mộ long biến vận không nên xây mới. Nếu chọn vào tháng cát lành đó là tháng 3 và tháng 4 âm lịch. Còn tọa thìn hướng tuất không phạm sát nên cứ sau đông chí mà làm. Trong trường hợp anh chị vẫn chưa yên tâm, hãy liên hệ trực tiếp với chuyên gia phong thủy để được tư vấn chi tiết. Người cung càn mà ở nhà hướng này thuộc đông tứ mệnh không hợp hướng bị phạm vào họa hại là sao lập tồn thuộc thổ hướng tây nam tự quái là khôn, chủ bị tổn thương cơ thể suy yếu, dễ nản chí, cô độc nghèo khổ nên xấu vô cùng. Cần phải có những phương pháp hóa giải hợp lý như nhờ thầy phong thủy giỏi sắp xếp lại bố cục phong thủy nhà ở, đặt vị trí phòng ban hợp lý, sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải trước khi xây nhà. Còn trong trường hợp mà đang ở nhà hướng này rồi thì phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để có thể hóa giải cách cục nhà không hợp hướng. Hướng tiếp theo chúng ta cần phải lưu tâm đó là hướng nam gồm ba sơn bính ngọ đinh 157,5 đến 202,5 độ, năm 2020 xây nhà đại cát. Vì vậy những nhà tọa bắc hướng nam năm 2020 cố gắng tận dụng mà làm. Thời gian tốt nhất để khởi công động thổ đó là tháng riêng, tháng 2, 4, 6, 7, 8, 9 âm lịch. Trong trường hợp cần tu tạo sửa chữa thì nên chọn tháng 2 và tháng 7 âm lịch sẽ rất cát. Cần tham khảo thêm ý kiến của chuyên gia phong thủy để được cát lành may mắn hơn. Người cung càn xây nhà hướng nam thuộc đông tứ mệnh nên không hợp hướng, bị phạm vào tuyệt mệnh, mà tuyệt mệnh là sao phá quân thuộc kim tượng quái là đoài, chủ về xung đột nhiều khó khăn, dễ tai nạn, lắm bệnh tật, con cái thì kém cỏi, đặt cửa giường ở đây thì dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Vì vậy người cung càn khi mà xây nhà hướng này cần hết sức lưu ý đề phòng, cần phải có những phương án hóa giải tối ưu cho người tuổi này như nhờ thầy phong thủy giỏi về khảo sát và lập hồ sơ thiết kế phong thủy, thiết kế bố trí lại vị trí các phòng ban hợp lý cho năm tháng ngày giờ đẹp để làm. Ngoài ra sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải. Còn trong trường hợp mà gia chủ đang ở nhà hướng nam rồi thì phải có phương pháp trấn hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để có thể hóa giải cách một nhà không hợp hướng. Hướng bắc thì gồm có ba sơn nhâm tý quý 337,5 đến 22,5 độ, thái tuế tại tý hướng bắc là chính thái tuế, với nhà tọa ngọ hướng tý tọa phạm tuế phá và tam sát hướng phạm thái tuế nên tuyệt đối không xây mới. Nhà tọa bính hướng nhâm phạm tam sát cũng không nên xây. Nhà tọa quý hướng đinh phạm mù long biến vận sát cũng không nên xây mới. Trong trường hợp bắt buộc phải xây mới thì cần phải được sự tư vấn từ chuyên gia phong thủy. Người cung càn mà xây nhà hướng này phạm vào lục sát thuộc đông tứ mệnh nên không hợp hướng.
hướng, mà lục sát là sao văn khúc thuộc thủy, tượng quái là khảm, chủ về thị phi, tâm lý rối loạn, luôn thấy bất an, không tập trung vào công việc, tài vận đi xuống. Vì vậy nếu gia chủ vẫn quyết định stay và ở trong nhà này thì phải chọn cách hóa giải như sau: sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ trước khi xây nhà, thiết kế lại phong thủy nhà theo đúng cách của phong thủy, hoặc tìm đến những chuyên gia phong thủy nổi tiếng của phong thủy may mắn để có thể được tư vấn trực tiếp. Trong trường hợp mà gia chủ cung càn đang ở nhà hướng bắc rồi cũng cần phải có cách hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy trấn trạch gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng. Còn xét sang hướng đông thì gồm có ba sơn giáp bão ất 67,5 đến 112,5 độ, phạm ngũ hoàng đại sát là sát tinh lớn nhất của năm, ngũ hoàng ngũ hành thuộc thổ đéo đến mộc cung hướng đông, mộc khắc thổ nên những nhà tọa tây hướng đông tuyệt đối không xây mới, không sửa chữa trong năm 2020 bất kể bạn tuổi gì. Hơn nữa tọa dậu hướng mão còn phạm mộ long biến vận nên để sang năm 2021 hãy làm để được nhiều may mắn cát lành hơn, vì ngôi nhà là nơi ta sinh sống cả đời, vì vậy không nên làm ẩu kẻo rước họa vào thân. Với người cung càn mà xây nhà hướng này thuộc đông tứ mệnh không hợp hướng, bị phạm vào ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao liêm trinh thuộc hỏa, tượng quái là ly, chủ về nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng, con cái khó dậy. Hơn nữa vào năm 2020 nếu xây bất chấp sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Theo phong thủy, chính tông môn phái khuyên bạn không nên ở hướng này, nếu có điều kiện thì nên bán đi, mua ở nơi khác cát lành hợp hướng với mình hơn. Về hóa giải hướng nhà xấu, nếu làm được từ đầu như sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ hoặc thiết kế lại bố cục phong thủy theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn cũng sẽ hóa giải được phần nào những hung họa do sai hướng nhà. Trong trường hợp người cung càn đang ở nhà hướng đông thì cũng cần phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để có thể hóa giải cách cục nhà không hợp hướng. Trên đây thì phong thủy may mắn vừa phân tích chi tiết về từng hướng nhà cho người cung càn khi mà xây nhà vào năm 2020 cát hung như thế nào. Việc xét lưu niên cát hung để xây dựng là một việc làm hết sức quan trọng, nó ảnh hưởng trực tiếp đến vận số của ngôi nhà mà mình đang ở sau này. Ngoài những yếu tố ảnh hưởng đến từng hướng nhà thì chúng ta cần phải xét đến bố trí mặt bằng công năng cũng như là bố trí nội thất, chọn hướng giường, hướng bếp, hướng ban thờ như thế nào cho hợp với phong thủy, giúp cải vận ngôi nhà và con người trong đó. Quý anh chị nên mời trực tiếp thầy phong thủy về để khảo sát và lập nên mặt bằng bố trí công năng và sắp xếp phòng ban một cách hợp lý như sau. Về chọn hướng cửa nhà hướng về phương vị tốt, loại người này khi mà chọn hướng cửa làm nhà nên lấy tọa tây nam hướng đông bắc trường tồn bền vững, tọa đông hướng tây bình ổn, tọa đông bắc hướng tây nam sức khỏe mau lành bệnh, hoặc là tọa đông nam hướng tây bắc thì phát triển. Màu cửa hợp với cung càn mệnh kim gồm có trắng, vàng, bạc, xanh da trời, xanh lục, nâu. Còn chọn hướng phòng ngủ nằm ở phương vị tốt hợp với bản mệnh cũng như vậy. Chọn hướng phòng ngủ nằm ở phương vị tốt hợp với bản mệnh như vậy nên chọn phòng ngủ ở các hướng tây nam, tây, tây bắc và đông bắc. Hướng đầu nằm khi ngủ cũng nên đặt theo các hướng này thì tinh thần sảng khoái, dễ đi vào giấc ngủ ngon. Còn nếu quay đầu về các hướng bắc, đông, đông nam rất dễ mất ngủ, đặt đầu quay hướng nam sẽ hay ngủ mê. Về đặt hướng bếp, hướng cửa bếp cũng như là hướng cửa phải quay về phía tốt, miệng bếp tốt nhất là quay về hướng tây bắc, làm như vậy có thể khiến cho tinh thần sung mãn, tăng thêm sức sống. Nếu gia chủ mắc bệnh lâu năm khó chữa, nếu chuyển hướng cửa bếp sang phía tây nam như vậy sẽ giúp người đó mau lành bệnh. Có một điều cần phải chú ý là chọn hướng nhà, cửa thường là áp dụng cho đàn ông, trừ khi nhà không có đàn ông thì mới lấy tuổi của phụ nữ. Còn hướng bếp và giường ngủ đa phần là dựa vào tuổi của phụ nữ. Hướng bàn làm việc tốt cho người mệnh càn kim đó là quay lưng hướng đông nam, mặt hướng tây bắc. Về màu sắc, màu hợp, hành thổ, vàng, cà phê, hành kim, vàng, đồng, trắng. Màu kỵ, hành hỏa, đỏ, tím, cam, hành thủy, đen, xanh lam. Màu trung tính, hành mộc, xanh da trời và xanh lục. Màu khai vận, màu vàng, màu trắng. Ngũ hành thuộc kim, thổ, sinh kim là sinh khí. Kim với kim là vượng khí. Cho nên hai màu vàng và trắng là không thể thiếu đối với những tuổi này. Về màu suy đó là màu đỏ, hỏa khắc kim. Vì vậy những ai muốn tránh xa vận đen thì nên hạn chế dùng những đồ vật liên quan tới màu đỏ. Con số khai vận tốt nhất là số 0, số 5, kế đến là số 4 và số 9.
số suy đó là con số 2 và số 7. Con số và tầng thích hợp trong xây dựng đó là 1, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 25, 29, 30 và 31. Việc lựa chọn cho mình hướng nhà hợp lý là điều hết sức quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến số mệnh của một đời người. Vì vậy, việc xây nhà và lựa chọn bố cục phong thủy nhà ở phải hết sức hợp lý để phù hợp với công năng sử dụng của tất cả những người trong gia đình, giúp cho gia đình bạn có được cuộc sống viên mãn hơn. Để việc xây nhà được cát lành thì ta sẽ đến các yếu tố sau. Về mộ long biến vận sát, phạm mộ long không được tọa nhà ở đó sẽ làm cho người đàn ông lớn trong nhà giảm thọ, phạm mộ long không được hóa giải được. Chỉ có cách là đợi tháng nào có cát tinh đến thì sửa, tạm thời chấp nhận. Ví dụ vào năm Kỷ Hợi, xây dựng căn nhà tọa Tý hướng ngọ, long mạch từ Tý đến. Năm Tý đem đối chiếu với bảng hồng vạn ngũ hành thì thuộc hành thủy, thủy cục thì mộ khố tại Thìn. Xét năm Kỷ Hợi, lấy ngũ thử độ thì ta khởi giáp Tý, đó là giáp Tý, Ất Sửu, Bính Dần, Đinh Mão, Mậu Thìn. Ta biết rằng vào năm Kỷ Hợi, mộ khố của căn nhà tọa Tý là Mậu Thìn, có nạp âm là Đại Lâm Mộc, mà năm Kỷ Hợi có nạp âm là Bình Địa Mộc, bằng với mộ long là tốt. Hành của mộ long bằng sinh nhập và khắc xuất với nạp âm, năm tháng ngày giờ là tốt, còn sinh xuất và khắc nhập là hung. Vào năm 2020, mộ long tại bốn sơn Càn, Hợi, Đoài, Đinh. Vì vậy, những nhà hướng đông nam tọa Càn hướng Tốn, tọa Hợi hướng Tỵ không xây mới. Nhà hướng tây tọa Mão hướng Dậu không xây mới. Nhà hướng bắc tọa Đinh hướng Quý không xây mới, bất kể bạn tuổi gì. Cần phải tham khảo thêm ý kiến của chuyên gia phong thủy để được tư vấn chi tiết và cụ thể, từ việc chọn thời điểm làm nhà đến tư vấn bố cục phong thủy hợp lý với thế đất và tuổi của gia chủ, đảm bảo cho việc xây nhà năm 2020 được cát lành may mắn. Về tam sát khả tọa bất khả hướng, tam sát bao gồm tuế sát, kiếp sát, tai sát, chúa tể của âm khí, chết chóc và bệnh tật nặng. Năm Dần, Ngọ, Tuất sát hướng Bắc, năm Thân, Tý, Thìn sát hướng Nam, năm Hợi, Mẹo, Mùi sát hướng Tây, năm Tỵ, Dậu, Sửu sát hướng Đông. Năm 2020, kỵ tọa Nam, vì vậy những nhà tọa Nam hướng Bắc thì không nên xây mới trong năm 2020. Về ngũ hoàng sát, ngũ hoàng được tính theo huyền không phi tinh, ngũ hoàng là đại sát tinh, chủ về bệnh tật, chết chóc, tai nạn, bại sản. Vào năm 2020, ngũ hoàng đại sát hướng đông, để tránh những tai họa do ngũ hoàng đại sát mang đến, những nhà hướng đông năm 2020 tuyệt đối không xây mới hay sửa chữa. Thái tuế khả tọa bất khả hướng, có nghĩa là nếu làm vào năm 2020 năm Tý thì hướng Tý Bắc phạm vào thái tuế, vì vậy tất cả những nhà hướng Bắc đều không thể xây được. Do thái tuế là tối đẳng thượng thần, là thần sát lớn nhất trong năm, vì vậy không nên động chạm vào. Thái tuế tốt thì không gì tốt bằng, nhưng khi mà phạm phải thì hung họa cũng thật khó lường. Do vậy, những nhà hướng Bắc năm 2020 trong trường hợp bắt buộc phải xây mới, cần phải xem xét thật kỹ, cần phải lựa chọn thầy phong thủy uy tín tư vấn và thiết kế bố cục phong thủy hợp lý để có thể hóa giải. Không phạm âm dương sai thác. Âm dương sai thác là đặt sơn hướng của nhà hoặc là tâm của cổng cửa nằm đúng vị trí của bát long sau: Bính Thìn, Kỷ Tỵ, Kỷ Mùi, Nhâm Thân, Nhâm Tuất, Ất Hợi, Quý Sửu và Bính Dần. Nhà phạm vào âm dương sai thác là tiến thoái lưỡng nan, còn gọi là âm dương sai thố. Nhà loại này hay bị kiện tụng miệng tiến thị phi khẩu thiệt, tổn nhân đinh, dễ mất chức, giới sĩ thì bị bôi bẩn, hoen ố. Nhà này gọi là nhà bại cục. Sửa nhà cơi nới ngoài các yếu tố trên thì chú ý thêm không được sửa năm nhị hắc đáo hướng, đó là hướng nam năm 2020. Như vậy, trong 24 sơn hướng, những mảnh đất có sơn hướng sau không được khởi dự: Tý, Ngọ, Nhâm, Quý, Sửu, Cấn, Dần, Giáp, Mão, Ất, mộ long tính riêng cho từng hướng. Các sơn hướng khác cần phải có sự tư vấn của chuyên gia phong thủy để có thể lựa chọn được thời điểm và bố cục xây nhà hợp lý nhất. Về tuế phá, đối diện thái tuế là tuế phá, có nghĩa là nếu năm 2020 năm Tý thì hướng ngọ nam phạm, vì vậy tất cả những nhà hướng nam có tọa độ 180 cộng trừ 7,5 độ thì không nên xây mới, bất kể bạn tuổi gì. Vì vậy, trước khi xây thì cần phải đo đạc cẩn thận xem nhà mình có rơi vào tọa độ này hay không. Nếu đúng thì không nên xây mà chọn năm khác xây mới được. Còn rơi vào những độ số khác thì cần phải tham khảo ý kiến từ chuyên gia trước khi xây mới hay là sửa chữa để được cát lành nhất. Còn về sao Lực Sĩ, vốn là sao hộ thần của sao Thái Tuế, là hung tinh, là thần hung ác, gây sát thương, tai nạn, tai họa bất thình lình. Về cách tính Lực Sĩ,
Hợi, Tý, Sửu, Lực sĩ tài Cấn, Dần, Mão, Thìn, Lực sĩ tài Tốn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Lực sĩ tài Khôn, Thân, Dậu, Tuất, Lực sĩ tài Càn. Năm 2020, kỵ hướng Đông Bắc, vì vậy những nhà tọa Khôn hướng Cấn không xây mới hay sửa chữa trong năm 2020. Về Mậu Kỷ Đô Thiên Sát, kỵ tọa nhà năm Giáp Kỷ tại Sơn Thìn Tỵ, tối kỵ luôn vào tháng Thìn Tỵ, tức là tháng 3 và tháng 4 âm lịch. Năm Ất Canh tại Sơn Dần Mão, năm Bính Tân tại Sơn Tuất Hợi, năm Đinh Nhâm tại Sơn Thân Dậu, năm Mậu Quý tại Sơn Ngọ Mùi. Năm 2020 thì không tọa nhà Sơn Dần Mão, những nhà hướng Đông Bắc tọa Thân hướng Dần và nhà hướng Đông tọa Dậu hướng Mão không nên xây mới bất kể là bạn tuổi gì. Không phạm lạc quái. Lạc quái là đường sơn hướng của nhà đường tăng cổng cửa, nằm sát vào đường phân tuyến giữa các quẻ. Lạc quái là tiến thoái bất nhất, vợ chồng lục đục, anh em bất hòa. Văn nhân thì hay mắc phải bệnh tâm thần, nhiều sự việc bất hạnh liên tiếp xảy ra, người ta gọi là lạc quái, là tiện cục. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bài phân tích của chuyên gia phong thủy về việc xây nhà năm 2020. Như quý vị đã biết, phong thủy là một bộ môn khoa học có từ hàng ngàn năm trước. Nó đã được kiểm chứng trong suốt thời gian dài. Vì vậy, chớ nên coi thường yếu tố phong thủy khi tiến hành xây mới hay sửa chữa nhà cửa. Điều chắc chắn là đừng để nước đến chân rồi mới chạy. Nếu có ý định làm nhà thì hãy chuẩn bị trước ít nhất là từ 3 đến 6 tháng, thậm chí là từ 1 đến 5 năm để có thể chủ động trong việc chọn thời điểm cũng như là thiết kế bố cục phong thủy hợp lý. Không nên để ý quá nhiều vào việc mình tuổi gì mà hãy xem mảnh đất nhà mình định làm. Nhà thì hướng được bao nhiêu độ, tọa bao nhiêu độ, sau đó sử dụng la bàn, la kinh hay là điện thoại tốt để đo xem hướng nhà đó bao nhiêu độ, rồi cho thầy biết, thầy sẽ cho bạn lời khuyên. Tất nhiên thì còn nhiều yếu tố ngoại loan đầu và rất nhiều yếu tố khác. Vì vậy, khi mà lựa chọn được thời điểm làm nhà là hết sức quan trọng, cần phải có được sự tư vấn từ các chuyên gia phong thủy uy tín. Bởi vậy nên quý anh chị hãy đừng ngần ngại, hãy liên hệ với các thầy phong thủy của Phong Thủy May Mắn để được tư vấn chi tiết cụ thể. Hãy đăng ký kênh để nhận được những kiến thức phong thủy bổ ích ứng dụng trực tiếp vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo.